Ráng mà cười đi, rồi tôi sẽ cho cô biết con hiểu anh này là ai. Cưng lo mà tránh sao ra đi. Cái gì vậy? Chỉ thích ổng hả? Mẹ em là gái với chồng. Mày nói gì kìa? Đừng nói trong lương tâm người ta không mà trời. Em cảm ơn anh nhiều điều gì? Thì em cảm ơn anh vì tất cả. Cái mày đang mới giỡn hả? Bắt chấp cho diễn viên chưa? Dạ xong hết rồi. Ổng không có thay đổi gì hết. Chẳng qua bây giờ ổng mới rớt cái mặt nạ ổng ra thôi. Con nhỏ kia cũng tốt lành gì. Tôi thấy diễn vậy ok mà. Diễn viên diễn rất là chân thật. Mày cho tao mượn vợ một đi. Tao cho mày mượn 1 tỷ. Của em thiệt là ngây thơ. Cái thằng nhóc này nè, nó lừa em đó, biết chưa? 9 tuổi anh nè. Hành động đi em. Dạ. Tôi vừa gửi một tấm hình cho cậu. Cậu điều tra giúp tôi thân thế của hai người trong ảnh và mối quan hệ của họ nha. Tôi á, phải là chồng của cô á. Mà cô tán tôi từ lâu rồi. Đã quyết định off rồi, off đi. Sức khỏe diễn viên quan trọng hơn. Ủa, anh kêu em qua đây có gì không? Con ngồi xuống đi. Anh cảnh cáo em không được đụng đến Trúc thêm một lần nào nữa. Tất cả những chuyện hồ bơi anh đều chận mắt chứng kiến. Nếu em còn tiếp tục thì đừng trách anh tại sao là hủy hoại sự nghiệp của em. Em không hiểu tại sao anh lại bảo vệ chị ta như vậy. Anh làm như vậy chồng chị ta biết, chắc chồng chị ta cũng thích lắm ha. Hôm nay em mời anh ra cà phê là để cảm ơn anh. Em cảm ơn anh vì điều gì? Thì em cảm ơn anh vì tất cả. Alo. Người mập mạp trong hình đó chính là Thịnh. Thịnh bị bệnh tự kỷ nhẹ và khó giao tiếp với mọi người xung quanh. Dạ, cộng thêm cái việc đó là tự ti về ngoại hình xấu đẹp của mình. Anh càng xa lánh một mình hơn. Cô gái trong hình đó chính là Trúc, người luôn quan tâm và chăm sóc Thịnh. Sau khi đi du học về á, Thịnh đã điều trị tâm lý và thay đổi bản thân để có một ngoại hình đẹp như bây giờ. Được rồi, đợi chị một chút. cái gì mà con hiểu anh này không có thì đừng hòng ai có được. Em nghe nè chị. Hành động đi em. Dạ em biết rồi chị. Bây giờ anh nhờ em một chuyện, anh sẽ gửi em tiền cà phê, em đi qua bên đó nha. Em xin lỗi chị. Sao? Đó anh coi đi. Em nhận cái hình này á mà em còn không tin là sự thật á. Không ngờ mặt chỉ hiền vậy mà chỉ mê trai quá chừng luôn. Một người đạo diễn tài ba như anh mà bị vợ cắm sừng. Cái chuyện này mà để người ngoài biết thì không biết mặt mũi anh để ở đâu luôn á. Em đi đâu vậy? Hả? Cái thứ đàn bà khốn nạn, lăng loàn, có chồng rồi mà dám ra quán ôm ấp thằng khác là sao hả? Anh nhìn kỹ đi. Hay là anh đang cố tình hiểu sai vấn đề? Nhìn kỹ thì nghĩ sao nè? Vậy cái này là cái gì? Tôi bị té, người ta đỡ tôi thôi. Vô tình té, rồi vô tình ôm, rồi cái vô tình đó cô với thằng đó ra quán làm cái gì? Hình đó là ai đưa cho anh? Anh tên sáo cổ, anh đánh vợ thẳng tay. Được rồi, chứ cho là vậy. Thừa giận rồi chứ gì. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Thôi mà anh, bình tĩnh đi mà. Thôi vuốt giận nha. Giận vậy là nổi mụn đó. kìm lại nha anh. Trời đất ơi, cái con quỷ yêu đó. Anh nghe em kể mà anh bực bội nó ghê á. Chú lẽ giờ anh bay bệnh, anh nắm tới đầu chứ. Có thứ quỷ yêu giữa phải con người đâu. Em không ngờ khi gặp Hiểu Anh, chồng em, ổng lại thay đổi như vậy. Bé ơi, làm ơn sáng mắt giùm anh cái. Ổng không có thay đổi gì hết. Chẳng qua bây giờ ổng mới rớt cái mặt nạ ổng ra thôi. Con nhỏ kia cũng tốt lành gì, nó ỷ có người chống lưng cho nó, cho nên bây giờ nó làm hùng làm hổ vậy đó. Trời đất ơi, tức cái thứ này ghê chứ. Đừng nói nữa bằng, em nhức đầu quá. Thôi, giờ ngồi ở đây cũng ngột ngạt lắm. Không mấy giờ anh chắc em đi shopping nha. Shopping á anh? Ừ, đi cho đầu óc mày nó thư thả. Ừ, cũng được. Tại vì em còn một số đồ phải mua cho phân đoạn tiếp theo. Bà mua thêm một số bộ nữa để bà mặc đi bà. Làm ơn ăn diện lên xíu. Em mà ăn diện lên á cũng không có thua kém gì mấy nhỏ ngoài kia đâu. Trời ơi, chứ đâu ra mà ăn mặc xề xòa như gì. Trời ơi, tôi BD tôi nhìn bà tôi còn chán đó bà nội. Vậy nha. Ừ. À, đợi xíu, đang đi thay đồ nha. Dạ. Cái gì vậy? Oh my god con bé ơi, em nhìn kìa. Em để ý kỹ đi, nhìn cái thái độ nó kìa. Nó không có giống như cha con. Nhìn cái này giống như cái tình nhân gì đó. Đó, cái gì vậy? Trời thân mật chú. Thấy này y như là rằng con nhỏ này là con nuôi đúng luôn. Mà nuôi để nó làm thịt chứ có đâu. Mày chứ là chết chắc rồi. Ừ, em để anh lên trên cho nó nhát nha. Con nuôi này nè. Ok, quá trời rồi. Trời đất ơi, về nhà thay được bộ đồ ra cái mắt hẳn luôn nha. Nè, anh có cái ý tưởng này nè bé. Mấy cái hình này bây giờ mình post lên trên mạng xã hội ha, để cho cộng đồng mạng biết hết bộ mặt thật giả tạo của cái quỷ yêu này, để coi thử coi sau này còn ai coi phim của nó nữa. Khoan hả bằng, em nghĩ là nếu mà anh post lên thì toàn bộ sự nghiệp của Hiểu Anh sẽ mất hết. Nhưng mà Hiểu Anh đang là diễn viên chính cho bộ phim của mình nữa. Không được đâu, từ từ đã anh. Ai tới giờ này vậy trời? Để anh xíu nha. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nhà to quá, lùng, chạy chậm xíu. Tới đây làm gì vậy? Bữa nay nói chuyện kiểu gì vậy? thấy siêu sao tới nhà không chịu chạy nhanh ra đón nữa, để cho người ta đứng ngoài đây. À, siêu sao tới nhà mà hỏi thiệt tới đây làm gì vậy? Thì tới nhờ mua hộp phấn vậy ha. Ừ. Ủa mua phấn thôi mà, nhờ xong rồi đi về đi. Ủa gì vậy? Thì đi vô nhà nói chuyện. Vô nhà chi trời, nhờ mua phấn gì được rồi. Đi về để tôi mua giùm cho. Tránh ra coi. Ê, nè, 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 đứng lại. Đừng có vô. Nè, nè, nè. Ủa, chị Trúc. Trời ơi, sao có nhà không về vậy chị? Nhìn chị cũng được, mà cái số xui quá ha. Lấy ngay ông chồng vũ phu vậy. Bữa đó có em ở đó, vậy mà ổng còn đánh chị. Em nghĩ không có em đó không biết ổng làm gì chị luôn á. Em quên, tại chị ngoại tình mà. Ngoại tình thì bị đánh là đúng rồi, tự nhiên ngoại tình chi vậy trời. Anh chỉ biết tính cách giả tạo, thói quen mồi chài đàn ông của em thôi. Để em làm ơn, để em có thời gian giải quyết hết đống rắc rối mà em đã gây ra cho bộ phim của anh. Con yếu đuối lắm cô ơi, con có kham nổi nhỏ này. Cô tới đây cô phụ con nha cô. Cô tới liền, Dạ. Bị ghê á. Sao? Bao nhiêu? Có 1 tỷ thôi à. Em đừng có trách anh. Có trách anh trách thằng chồng khốn nạn của em kìa. Nó cho anh một vợ, anh cho nó mượn tiền để làm gì? Để nó lo cho con bột dí của nó. Sao em không yêu, em yêu lừa dối. Như con thiêu thân, em luôn trao thân cho bao gã si tình để sôi đầy oan trái để sôi.